Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Cuối cùng mình đã mượn mình được hai máy ở đây Đó là Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus Năm nay Xiaomi họ không tập trung quá mạnh ở phần cấu hình như kiểu một số em khác nữa Mà chúng ta sẽ tập trung vào phần đó trẻ Mang đến thiết kế đẹp cũng như là độ bền của máy được nâng cao hơn Với những chuẩn đó chính là IP69K có thể ngâm nước ở độ sâu đến 1,5m trong vòng 24 giờ luôn Thực sự rất là đỉnh cao đúng không? Và hôm nay chúng ta hãy cùng nói về hai em smartphone này Vậy không mạnh về cấu hình thì chúng sẽ mạnh về những gì nhá Chi tiết mời bạn đón xem Và đây là hai nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay Em Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus Và thực sự nếu bạn nhìn từ phía mặt trước nhá Để những cái giao diện nó na ná, ná nhau như này Không thể nào phân biệt được luôn Rất là khó còn nếu bạn nhìn từ mặt sau ấy thì nếu mà để ý kỹ chúng ta sẽ phân biệt được. Cụ thể đó chính là cái phần cụm camera nhá. Với chiếc Redmi Note 14 Pro ấy, thì những cái ống kính của nó sẽ nhô lên, trong khi đó với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus ấy, thì những ống kính của nó sẽ phẳng hoàn toàn. Đây là một sự khác biệt giúp bạn dễ dàng nhận ra giữa hai em này. Và năm nay ấy, thì mới rằng dù là phiên bản Pro hay phiên bản Pro Plus đấy chúng ta sẽ đều có cái thiết kế bo cong ở cả trước và sau nhá cảm giác cầm nắm thực sự rất là tốt luôn với chiếc Redmi Note 14 Pro như này, các sẽ có trọng lượng đó chỉ là 190 g trong khi đó với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus này thì chúng ta sẽ có trọng lượng đó chính là 210 g nó nặng hơn đáng kể luôn và cầm ấy, nó sẽ rất là đầm tay. với cá nhân mình thấy rằng em này mặc dù nó tương đối nặng vậy nhưng mà cảm giác cầm của nó ấy, với những phần viền bo cong như này nó cũng sẽ có thoải mái phần nào thay vì nó bị nặng tay, bị cấn tay quá. Và có một điều phải chia sẻ với các bạn nhé Đó là năm nay ấy, cả em Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus ấy, Chúng ta sẽ đều có chuẩn khá nước Đó chính là IP69K Và với chuẩn khá nước này thực sự nó là một chuẩn thủ hàng siêu bền luôn Khi mà các bạn có thể ngâm nước ở độ sâu đến 2m và trong vòng 24 giờ Bên Trung Quốc họ test cực kỳ nhiều luôn Thậm chí mình cũng đã đăng những cái video mà họ drop test rồi họ đập các kiểu này điểm mà máy vẫn sống và như bạn thấy thì thiết kế của hai này những cái phần phím bấm ấy nó cũng tương đối giống nhau luôn. Cụ thể chúng ta sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm lượng được đặt cùng vị trí nhá. Còn ở phía cạnh trên ấy, thì những cái phần ví dụ như mic, loa thoại nó sẽ giống nhau. Tuy nhiên mình cũng nhận ra một điều đó chính là với em Redmi Note 14 Pro ấy chúng ta sẽ có phần cảm biến hồng ngoại ở phía trên. Tuy nhiên với em Redmi Note 14 Pro Plus ấy thì chúng ta sẽ không có yếu tố này. Không biết là năm nay Xiaomi với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus ấy họ đặt cảm biến hồng ngoại ở đâu nữa để điều khiển TV, điều khiển tủ lạnh. Các bạn nào biết ấy, thì có thể comment giúp mình nhé Về thân máy cạnh trái ấy, thì chúng ta cũng sẽ chẳng có gì cả Nhưng các bạn thể dễ dàng nhận ra một điều đó chính là thân máy của chiếc Redmi Note 14 Pro Plus ấy, Chúng ta sẽ dày hơn đáng kể nếu mà so sánh là chiếc Redmi Note 14 Pro Tương tự ở phía cạnh dưới của hai này nha cũng sẽ y hệt nhau luôn và để mà có được video này thì mình xin cảm ơn cửa hàng Hùng Mobile đã cho mình mượn hai em Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus nhé. Nếu mà xét phần mức giá với em Redmi Note 14 Pro thời điểm hiện tại các bạn mua mới luôn sẽ là 5 triệu 290 nghìn còn với em Redmi Note 14 Pro Plus ấy, mức giá của nó sẽ chỉ là 7 triệu 290 nghìn. Thực sự là một yếu tố rất khiến mình ngạc nhiên luôn. Khi mà đây các bạn sẽ có khả nước IP69K rồi kính Victus các kiểu đoạn điểm Mà mức giá của nó sẽ chỉ từ 5 triệu mà thôi. Còn về yếu tố màn hình ấy, như bạn thấy giống y hệt nhau luôn. Khi mà đây chúng ta sẽ đều có tấm nền AMOLED này. Kích thước đó là 6,67 inch cũng nhờ việc các bạn có 12 bit màu tối đa 68 tỷ màu. Thêm vào đó chúng ta sẽ có tần số quét 120 mh, hỗ trợ HDR10, Dolby Vision các kiểu. Và ham này chúng ta cũng sẽ đều có độ sáng tối đa lên 3000 nit luôn. Và mình cũng nhận ra một điều, ham này ấy, khi nó đặt cạnh nhau nhá, kéo cùng độ sáng cũng sẽ tương tự nhau luôn. Hai em này đều là máy Xiaomi và chúng ta thấy rằng chúng cũng sẽ đều hỗ trợ chuẩn Wi-Fi L1 nhá. Bạn nào muốn xem Netflix ấy thì cũng tự tin nên mà dùng. Tiếp theo nói về những yếu tố hiển thị màu sắc, mình đã có đo bằng cái app đó chính là Display Test ấy thì thấy rằng nếu mà xét về phần đó chính là giải màu gamut nhá. Khi chúng ta bấm vào đây, hai em này sẽ đều hỗ trợ giải màu gamut hay đến những yếu tố khác, ví dụ như là phần màu sắc hiển thị ở đây chẳng hạn, hiển thị bending các thứ vân thì hai em này cũng sẽ cân bằng y hệt như nhau luôn. Nói chung mình nghĩ rằng eh, Xiaomi 14 Pro và chiếc Xiaomi 14 Pro Plus eh, thì cơ bản nó sẽ giống hệt nhau, sẽ chỉ khác nhau một chút ở phần con chip mà thôi. Đây cũng sẽ là một yếu tố giúp Xiaomi họ tối ưu chi phí hơn khi mà màn hình nha eh, cũng giống nhau này, sau đó phần khung cũng sẽ giống nhau. Thế nên để mà sản xuất đấy, eh, một và như hai. Tiết lộ với các bạn một chút nhá, eh, đó chính là phần màn hình của em này eh. chúng ta sẽ đều có bảo vệ bằng kính cường lực, đó chính là Victus 2, không hề thua kém nếu mà so sánh là các mẫu flagship thời điểm hiện tại, cũng sẽ là những loại kính cường lực cực kỳ xịn do. Còn về thông số cấu hình nếu như phiên bản Pro ấy chúng ta sẽ có chip đó chỉ là Dimensity 7300 Ultra ấy. Thì với cái phiên bản Pro Plus đây chúng ta sẽ có chip đó chỉ là Snapdragon 7S Gen 3 nhá Và cái con 7S Gen 3 này nếu mà so sánh với ấy, Dimensity 7300 ấy Thì mới rằng nó sẽ xem xem nhau Cụ thể với chiếc Redmi Note 14 Pro ở đây điểm số của nó sẽ là 667.000 Còn với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus điểm số của nó sẽ 706.000 chênh nhau có khoảng tầm 40.000 điểm mà thôi có một điều khá buồn cười nhá, đó chỉ là khi mình test tốc độ đọc ghi bộ nhớ ấy, thì em Redmi Note 14 Pro này thường nó sẽ cho điểm số cao hơn nếu mà so sánh em Redmi Note 14 Pro Plus. Và theo thông tin mình tham khảo được ấy, thì năm nay với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus ấy, chúng ta sẽ có phiên bản chạy bộ nhớ US 2.2 hoặc sẽ có một phiên bản chạy bộ nhớ trong đó chơi chuẩn US 3.1 nó cho nhanh hơn. Còn ở đây mình đang có đó chơi chuẩn 2.2. Và năm nay nếu mà so sánh phiên bản Pro cũng như là phiên bản Pro Plus ấy, dĩ nhiên Pro Plus nó sẽ xịn hơn rồi. Còn ở đây ống kính phiên bản Pro ấy các bạn sẽ có lần lượt đó chỉ là 50, 8 cũng như là 20 megapixel và cái cụm camera chính với độ phân giải 50 megapixel như này ấy, các bạn cũng sẽ chống dùng qua OS và chúng ta sẽ có cụm camera góc rộng với độ phân giải 8 megapixel. Khả năng quay video của cái mẫu máy Pro nhá thì chúng ta thấy tối đa của nó sẽ là 4K 30 fps. Đây, 4K 30 fps. Chúng ta sẽ chỉ quay độ phân giải này mà thôi. Còn với phiên bản Pro Plus ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều sự chọn hơn Các bạn sẽ có 0.6x, 1x, 2x, 2.5x cũng như là 5x Và nếu nói về khả năng quay video nhá, Các bạn sẽ có tối đa đây cũng sẽ là 4K30 Tuy nhiên nếu mà nói về camera selfie thì sao Độ phân giải của nó cũng sẽ chỉ dừng lại mức Full HD với em Pro thôi Còn với em Pro Plus ấy, thì cũng vậy chẳng có gì khác biệt cả nếu mà nói nâng cấp to nhất ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera tele nhá, độ phân giải của nó sẽ 50 megapixel và camera là zoom 2.5x. Còn camera selfie ở đây cơ bản hai bên y hệt như nhau, đều có độ phân giải là 20 megapixel. Còn về pin sự khác biệt là rất rõ ràng nhá. Với em Pro chúng ta sẽ có dung lượng 5500 mAh. Còn với em Pro Plus đấy các bạn sẽ có dung lượng đó chỉ là 6200 mAh. Tuy nhiên, viên pin của em Pro Plus ấy, nó sẽ xịn hơn. Cụ thể chúng ta sẽ dùng pin silicat ở đây và dung lượng 6200 mAh như này ấy. Xiaomi nhất là với những mẫu máy mua đợt đầu nhá, họ sẵn sàng bảo hành pin đến 5 năm luôn. Đây là một điều cực kỳ hiếm có. Và em này nó cũng sẽ có một chút sự biệt nếu mà nói về yếu tố sạc với em bản Pro chỉ sạc nhanh là 45W mà thôi Trong khi đó với phiên bản Pro Plus chúng ta sẽ có sạc nhanh đến 90W Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn và hai em Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus Thời điểm hiện tại cái việc unlock ấy nó thực sự rất là khó khăn luôn Và nếu bạn mua hai này về dĩ nhiên chúng ta vẫn dùng được bình thường Tuy nhiên sẽ gặp những vấn đề ví dụ chậm thông báo này Sau đó không hỗ trợ tiếng Việt và có lẽ trong tương lai chúng ta bắt buộc phải đợi đến khi nào mà bạn có ROM quốc tế thì chúng ta còn vứt được ấy, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Còn thời điểm hiện tại thì công nhận một điều đó chính là máy của Xiaomi những em dòng Note như này nó vẫn tương đối rẻ luôn và cảm ơn cả Hùng Mobile đã cho mình mượn hai em Redmi Note 14 Pro và Redmi Note 14 Pro Plus này nhá. Các bạn nghĩ sao về em này cũng như các bạn muốn mình thực hiện bài test gì nữa ấy, hãy comment xuống bên dưới. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau nhấn like và subscribe ủng hộ khôi Ngọc nhá.